được cho con học ở trường là một vấn đề, nhưng mà đôi khi chuyển trường cho con cũng gây ra những rắc rối, phiền toái khó lường. Mới đây tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy của Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu khi phụ huynh học sinh đã có hành động đe dọa, kề dao vào cổ hiệu trưởng trường mầm non. Nguyên nhân chỉ là do vị phụ huynh này muốn trả lại 3 bộ chăn gối cho nhà trường khi chuyển trường cho con. Theo tìm hiểu, trước đó chị Vương, một phụ huynh học sinh đến trường làm thủ tục nhập học cho con gái và đã mua về 3 bộ chăn gối cho trẻ mầm non. Sau khi về nhà, chị Vương suy nghĩ lại thì muốn cho con học trường khác nên đã đến trường rút giấy tờ và đòi nhà trường trả lại 3 bộ chăn gối đó. Ban đầu, hiệu trưởng trường mầm non đồng ý cho chị trả lại đồ và hoàn lại 100 nhân dân tệ, tương đương hơn 300.000 đồng tiền Việt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thấy sản phẩm đã bị bẩn và ẩm ướt thì hiệu trưởng không trao đổi nữa. Kết quả, chị Vương rút trong túi sách ra một con dao và kề vào cổ cô hiệu trưởng để đòi lại số tiền. Vì quá sợ hãi, cô hiệu trưởng đã trả lại tiền cho chị và báo cảnh sát. Cuối cùng, chị Vương bị tạm giam 8 ngày theo đúng luật pháp để trả giá cho hành vi uy hiếp người khác.